áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Kiều Linh xin chào mừng tất cả các con học sinh. Bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ ôn luyện các dạng bài toán về phân số thực phân. Chúng ta nhớ lại rằng những phân số có mẫu là 10, 100, 1000, 10000, v.v. được gọi là các phân số thập phân. Và chúng ta làm bài tập thứ nhất, so sánh. Ở đây chúng ta cùng nhớ lại các kiến thức về so sánh hai phân số để làm các bài tập này. Cặp phân số thứ nhất, 1 phần 10 và 1 phần 100. Ở đây ta thấy hai phân số này có tử số giống nhau là 1. Và bởi vì 100 lớn hơn 10 cho nên là phân số 1 phần 10 sẽ lớn hơn phân số 1 phần 100. Chúng ta lại cùng nhau ôn lại rằng hai phân số mà có cùng tử thì phân số nào có mẫu lớn hơn sẽ nhỏ hơn. Tiếp tục, cô có 5 phần 100 so với 7 phần 100. Hai phân số này có cùng mẫu số, vậy chúng ta so sánh tử số. Tử số nào nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Do đó 5 phần 100 nhỏ hơn phân số 7 phần 100. Tiếp tục, ta có phân số 21 phần 100 so sánh với phân số 4 phần 10. Ở đây hai phân số này không cùng mẫu số, không cùng tử số. Chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu số để so sánh hai phân số này. Ở đây mẫu 100 và mẫu 10, bởi vì 100 chia hết cho 10 cho nên chúng ta sẽ chọn mẫu số chung là 100. 21 phần 100 để quên. Bên này 4 phần 10 sẽ biến thành bao nhiêu phần 100? Chúng ta phải nhân thừa số phụ là 10. 10 nhân 10 bằng 100 đúng không ạ? Do đó tử số phải nhân với 10 là 40. Và mẫu số là 10. Mẫu số là 10 nhân 10 bằng 100. Đến đây ta được phân số 21 phần 100 so sánh với phân số 40 phần 100. Hai phân số này có cùng mẫu là 100. Do đó phân số nào có tử số nhỏ hơn sẽ nhỏ hơn. Quan sát 21 nhỏ hơn 40. Do đó phân số 21 phần 100 nhỏ hơn phân số 40 phần 100. Do đó kết luận là phân số ban đầu của chúng ta là 21 phần 100 sẽ nhỏ hơn phân số 4 phần 10. Chúng ta cùng chuyển sang câu tiếp theo, 17 phần 100 và 3 phần 10. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ quy đồng. Ở đây 17 phần 100 giữ nguyên. Mẫu 10 sẽ quy đồng thành mẫu 100, do đó nhân thừa số phụ là 10. 3 nhân 10 bằng 30, phân số mới là 30 phần 100. Tiến hành so sánh 17 phần 100 với 30 phần 100, chúng ta thấy vì 17 nhỏ hơn 30 nên phân số 17 phần 100 nhỏ hơn phân số 30 phần 100. Và kết luận ban đầu là phân số 17 phần 100 sẽ nhỏ hơn phân số 3 phần 10. Chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tập thứ hai, chuyển các phân số đã cho sang phân số thập phân. Chúng ta đối với các bài tập này, chúng ta hãy tìm cách chuyển mẫu số của các phân số đã cho thành 10, 100, 1000, v.v. thì chúng ta sẽ được các phân số mới là phân số thập phân. Ở đây phân số thứ nhất 2 phần 5, chúng ta biết rằng 5 nhân 2 bằng 10, cho nên chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu phân số này với 2. Bằng 2 nhân 2 phần 5 nhân 2. Và kết quả ta được phân số 4 phần 10 là một phân số thập phân. Tiếp tục, ta có phân số 1 phần 4. Chúng ta nghĩ rằng 4 không nhân với được một số nào để biến thành 10. Vậy chúng ta thử xem 4 nhân với số nào bằng 100. Bằng cách lấy 4 chia, bằng cách lấy 100 chia 4. 100 chia 4 chúng ta được kết quả là 25. Vậy ta biết rằng 4 nhân 25 sẽ bằng 100. Do đó phân số 1 phần 4 chúng ta nhân cả tử và mẫu với 25. Bằng 1 nhân 25
phần 4 nhân 2 là. Và kết quả chúng ta được tử số là 25, mẫu số là 100. Đó là một phân số thập phân. Tiếp tục, có phân số 3 phần 8. Ở đây chúng ta cũng lần lượt thử xem 8 có thể biến thành 10 được hay không, 8 có thể biến thành 100 được hay không bằng cách nhân với các tử số. Nhưng chúng ta thử 8 không nhân với, không có một tử số nào để 8 nhân với nó bằng 10. Và cũng như vậy, ta lấy 100 nhân 100 chia cho 8 thì cũng không được một tử số nào nguyên. Vậy chúng ta thử 1000 chia cho 8 thì ta lấy 1000 chia 8 được là 125. À, vậy chúng ta nghĩ biết rằng 8 nhân 125 sẽ bằng 1000. Do đó phân số 3 phần 8 sẽ nhân cả tử và mẫu với 125. 3 nhân 125 phần 8 nhân 125 và kết quả ta được 3 nhân 125 thì bằng là 5 nhân 3 bằng 15, 3 nhân 2 là 6 nhân 1, 5 nhân 3 15, mình biết 5 nhân 1, 3 nhân 2 là 6 nhân 1 là 7, 3 nhân 1 là 3. Và 8 nhân 125 chúng ta biết rằng nó bằng 1000. Và kết quả chúng ta được phân số thập phân 375 phần 1000. Tiếp tục, ta có phân số 6 phần 25. Tìm cách để chuyển thành phân số thập phân. Và chúng ta cũng biết rằng 25 có thể chuyển thành 100 bằng cách nhân với 4. Vậy phân số 6 phần 25 sẽ nhân cả tử và mẫu với 4. Ta được 6 phần 6 nhân 4 phần 25 nhân 4. Và kết quả chúng ta được tử số là 6 nhân 4 bằng 24. Mẫu số 25 nhân 4 bằng 100. Đã có một phân số thập phân. Ở đây ta có phân số 3 phần 2000. Chúng ta nghĩ rằng 2000 có thể chia cho 2 để biến thành 1000. Nhưng số 3 không chia hết cho số 2. Vậy ta không chọn cách này mà ta sẽ tìm cách lấy 2000 nhân với 5 để biến thành 10000. Do đó 3 tử số của nó cũng phải nhân với 5. Vậy ta được, ta thực hiện tính 3, thực hiện biến đổi 3 nhân 5 nhân cả tử và mẫu với 5. 2000 cũng nhân với 5. Kết quả ta được phân số 15 phần 10000. Ta có phân số cuối cùng 18 phần 300. Ở đây ta quan sát mẫu là 300. Và ta biết rằng 300 có thể chia 3 để biến thành 100. Và ta thử xem 18 có chia được cho 3 hay không. 18 chia cho 3 bằng 6. À vậy 18 chia hết cho 3 và 300 cũng chia hết cho 3. Chúng ta tiến hành chia cả tử và mẫu phân số này cho 3. 18 chia 3 phần 300 chia 3. Và thực hiện các phép chia trên tử và mẫu, chúng ta được 18 chia 3 thì bằng 6. 300 chia 3 bằng 100. Ta đã có một phân số thập phân. Vậy các em lưu ý, với bài tập chuyển sang phân số thập phân, chúng ta có thể thực hiện nhân, chia và tử và mẫu của phân số đã cho với cùng một số để được các phân số có mẫu là 10, 100, 1000. Đó là các phân số thập phân. Chúng ta cùng làm bài tập tiếp theo, tìm x. Câu thứ nhất cho biết x phần 10 bằng 1/2. Ở đây chúng ta dựa vào tính chất của hai phân số bằng nhau. Phân số thứ nhất cho biết mẫu là 10 và phân số thứ hai cũng cho biết mẫu là 2. Chúng ta sẽ thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số này.
Bởi vì 10 chia hết cho 2 cho nên chúng ta sẽ chọn mẫu chung là 10. X phần 10 giữ nguyên và B 1 phần 2 phải nhân với thừa số phụ là 5. 5 x 2 do 5 x 2 bằng 10. Chúng ta thực hiện viết x phần 10 giữ nguyên bằng bên này phân số 1 phần 2 nhân cả tử và mẫu với 5, chúng ta được phân số 5 phần 10. Đến đây ta được hai phân số bằng nhau, có mẫu số bằng nhau, do đó tử số của chúng phải bằng nhau. Vậy x bằng 5. Tiếp tục câu B. Có phép tính 3 phần 10 chia x bằng 7 phần 100. Ở đây x thừa số chưa x thành phần chưa biết là số chia. Chúng ta nhớ lại rằng muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia cho thương. Và ta biết phép tính x bằng 3 phần 10 chia cho 7 phần 100. Chúng ta thực hiện chuyển phép chia thành phép nhân đảo ngược bằng 3 phần 10 nhân 100 phần 7. Đến đây chúng ta thực hiện rút gọn nhanh. Ta thấy 100 chia cho 10 thì bằng 10. Do đó tử số rút gọn phía trên còn 10. Và bây giờ ta thực hiện 3 nhân 10. Viết x bằng, ở đây còn 3 nhân 10 bằng 30. Mẫu số là 10 lại bị rút gọn, lấy 100 chia 10 rồi. Cho nên ở đây còn tử số 1, 1 x 7 bằng 7. Kết quả ta được x bằng 30 phần 7. Câu C. Cho hai phân số bằng nhau và yêu cầu tìm x. Biết rằng ở trên phân số này có tử số là x trừ 5, mẫu là 100. Phân số bên này có tử là 9 và mẫu là 10. Trường hợp này ta biết cả hai mẫu số rồi. Vậy chúng ta thực hiện quy đồng hai mẫu số của hai phân số đã cho, mẫu 100 và mẫu 10. Vì 100 chia hết cho 10 cho nên chúng ta sẽ chọn mẫu chung là 100. Bên phân số 9 phần 10 phải nhân cả tử và mẫu với 10. Chúng ta thực hiện x trừ 5 và 100 giữ nguyên bằng 9 phần 10 nhân cả tử và mẫu với 10, chúng ta được 90 phần 100. Đến đây ta được hai phân số bằng nhau mà có mẫu bằng nhau là 100. Do đó tử số của chúng phải bằng nhau, tức là x trừ 5 bằng 90. Đến đây ta chỉ cần thực hiện tìm thành phần chưa biết là x đóng vai trò số bị trừ trong phép trừ, x trừ 5 bằng 90, do đó x sẽ bằng 90 cộng 5. Và kết quả chúng ta được x bằng 95. Tiếp tục, chúng ta sẽ có câu D. Ở đây ta cũng gặp hai phân số bằng nhau, 4 phần x nhân 2 bằng 5 phần 10. Hai phân số này đã cho biết hai tử số, mẫu số thành phần mẫu số nhất chứa thành phần chưa biết. Do đó chúng ta sẽ thực hiện quy đồng tử số hai phân số này. Ở đây tử số thứ nhất là 4 và tử số thứ hai là 5. Do đó chúng ta sẽ thực hiện phân số 4 phần x nhân 2 sẽ nhân cả tử và mẫu với 5. Còn phân số 5 phần 10 sẽ nhân cả tử và mẫu với 4. Chúng ta thực hiện tính được 4 nhân 5 bằng 20. Phần x nhân 2 rồi lại nhân với 5 tiếp.
bằng ở đây cá tử và mẫu nhân 14 thì ta được phân số là 20 phần 40. Ta được hai phân số bằng nhau, có tử số bằng nhau là 20, do đó mẫu số của chúng phải bằng nhau. Vậy x nhân với, ở đây là một dãy phép nhân, cho nên ta có thể lấy 2 nhân 5 trước. 2 nhân 5 bằng 10, vậy chỗ này mẫu của phân số thứ nhất bây giờ là x nhân 10 bằng mẫu của phân số thứ hai là 40. Đến đây chúng ta thực hiện tìm thừa số chưa biết. Ta lấy tích chia cho thừa số kia. X bằng 40 chia 10. Và ta được kết quả là x bằng 4. Tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang dạng bài toán thứ tư. Tính 3 phần 10 của 20. Đây là một dạng bài toán quen thuộc từ lớp 4. Chúng ta tính phân số của một số. Chúng ta nhớ lại rằng muốn tính phân số của một số, ta chỉ cần lấy số đó nhân với phân số. Vậy 3 phần 10 của 20 sẽ bằng 20 nhân 3 phần 10. Bằng, ta thực hiện có thể lấy số 20 nhân 13 rồi chia cho 10 cũng được, hoặc ta lấy 20 chia cho 10 trước rồi nhân 13 cũng được. Ở đây ta lấy 20 chia 10 trước bởi vì phép tính này thực hiện dễ. 20 chia 10 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6, kết quả là 6. Tiếp tục ta có tính 1 phần 100 của 500 mét. Tương tự như thế, chúng ta cũng lấy 500 mét nhân với 1 phần 100 thì được. Viết 500 nhân với 1 phần 100, chúng ta để đơn vị ra sao? Và đến đây, thực hiện lấy 500 chia 100 thì bằng 5. 5 nhân 1 bằng 5, kết quả là 5 mét. Tính 6 phần 1.000 của 5.000 lít. Tương tự như thế, chúng ta lấy 5.000 nhân với 6 phần 1.000. Đơn vị viết sau. Và đến đây chúng ta lấy 5.000 chia 1.000 thì bằng 5. 5 x 6 bằng 30 và kết quả là 30. Và đơn vị là lít. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 5. Tính rồi viết kết quả thành phân số thực phân. Câu A có phân số 13 phần 44 nhân với phân số 11 phần 26. Chúng ta thực hiện nhân hai phân số này. Khi nhân hai phân số, chúng ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu bằng 13 nhân 11 phần 44 nhân 26. Để ý rằng 44 chia hết cho 11, cho nên chúng ta sẽ thực hiện lấy 44 chia cho 11. 44 chia 11 thì được 4, còn 11 chia cho 11 thì được 1. Ở đây cũng thấy 13 bằng 26. 26 chia hết cho 13, vậy ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 13. 13 chia 13 bằng 1. Không cần biết, 26 chia 13 thì bằng 2. Vậy ta được phân số kết quả là trên tử còn 1 nhân 1, dưới mẫu còn 4 nhân 2. Vậy chúng ta được phân số là 1 phần 8. Nhiệm vụ tiếp theo là ta chuyển 1 phần 8 sang phân số thập phân. Chúng ta biết rằng 8 nhân 125 sẽ biến thành 1.000, cho nên chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số 1 phần 8 với 125 để biến phân số 1 phần 8 thành phân số thập phân. Bằng 1 nhân 125 phần 8 cũng nhân 125.
và chúng ta có kết quả 1 x 125 bằng 125. Mẫu 8 x 125 bằng 1000. Tiếp tục câu B, ta có tích của 42/74 nhân với 37/84. Ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu bằng 42 x 37 phần 74 x 84. Để ý rằng tập 42 và 84, 42 x 2 bằng 84, cho nên là chúng ta sẽ rút gọn, lấy 84 chia 42 thì được 2, 2 ở dưới mẫu. Còn 74 và 37, 74 chia 37 cũng bằng 2. Vậy ta thực hiện rút gọn lấy 74 chia 37, còn 2 ở dưới mẫu. Thực hiện trên tử còn 1 x 1 là 1. Mẫu số còn 2 x 2 bằng 4. Ta được kết quả phân số 1/4. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện yêu cầu của đề bài, đó là viết kết quả thành phân số thập phân. 1/4, ta viết rằng 4 x 25 bằng 100, cho nên chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 25 bằng 1 x 25 phần 4 x 25. Và thực hiện các phép nhân, ta được kết quả bằng 25/100. Câu C, một phép chia của 3/5 cho 30. Chúng ta thực hiện chuyển phép chia thành phép nhân phân số đảo ngược. 30 chính là 30/1, và ta viết thành 3/5 nhân 1/30. Và thực hiện lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu ta được tử là 1 x 3, 3 x 1. Mẫu là 5 x 30. Ở đây chúng ta để ý, ở trên tử có 3 và ở dưới mẫu có 30. 30 chia hết cho 3, chúng ta thực hiện lấy 30 chia 3. 30 chia 3 thì bằng 10. Còn 3 chia 3 thì bằng 1. Và rút gọn lại, ta được 1 x 1 là tử bằng 1. Ở mẫu là 5 x 10 bằng 50. Phân số 1/50 có mẫu là 50. Ta nhẩm rằng 50 x 2 bằng 100. Vậy ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2 để được phân số có mẫu là 100, là phân số thập phân. 1 x 2 phần 50 x 2. Và thực hiện các phép tính nhân ở trên tử và mẫu, chúng ta được kết quả là 2/100. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 6. Đề bài như sau: một cửa hàng có 50 quả trứng. Buổi sáng cửa hàng bán được 3/10 số trứng. Buổi chiều cửa hàng bán được 2/10 số trứng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả trứng? Bài này ta biết rằng cửa hàng có 50 quả trứng. Đã biết được buổi sáng bán được là 3/10. Là buổi sáng 3/10 số trứng, chưa biết là bao nhiêu quả. Vậy chúng ta phải tính xem buổi sáng bán được bao nhiêu quả trứng. Buổi chiều bán được 2/10, giống như thế chúng ta cần phải tính buổi chiều bán được bao nhiêu quả trứng. Chuyển từ phân số 2/10 số trứng, chúng ta tính. Muốn tính số trứng còn lại của cửa hàng, chúng ta lấy tổng số trứng ban đầu là 50, trừ đi buổi sáng bán được bao nhiêu rồi trừ tiếp đi buổi chiều bán được bao nhiêu, hay là lấy 50 trừ đi tổng của buổi sáng và buổi chiều, chúng ta sẽ có kết quả
chúng ta cùng nhắc tính buổi sáng. Là 3 phần 10 số trứng. Số trứng ở đây là 50. Chúng ta lấy 3 phần 10 nhân lấy 50 nhân 3 phần 10. Thực hiện nhân, ta có thể lấy 50 chia 10 trước cũng được. 50 chia 10 bằng 5. 5 rồi nhân với 3 ở tử thì 5 nhân 3 bằng 15. Kết quả là 15 quả trứng. Buổi chiều, buổi chiều ta cũng lấy số trứng nhân với số phần mà nó bán được, tức là 2 phần 10. Vậy ta viết phép tính là 50 nhân 2 phần 10. Và thực hiện tính lấy 50 chia 10 bằng 5, 5 nhân 2 bằng 10. Kết quả là được 10 quả. Bài toán hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả trứng. Vậy chúng ta phải lấy số trứng ban đầu trừ đi buổi sáng bán được, trừ đi buổi chiều bán được, chúng ta sẽ có kết quả còn lại. Tất cả là 50 trừ đi 15 trừ đi 10. Thực hiện phép trừ này, 50 trừ 15 trừ 10, chúng ta có kết quả là 25. Chọn trong 3 đáp án A 15 quả, B 10 quả, C 25 quả. Chúng ta thấy rằng đáp án C là đáp án chính xác. Chúng ta khoanh tròn đáp án C. Các con thân mến, vậy là cô và các con đã vừa cùng nhau ôn luyện các dạng bài toán liên quan đến phân số thập phân. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.